đang trên đường chạy về Quy Nhơn là gặp mấy ông đó là lúc là 1:10 ngày 19, trong tình trạng là gió giông mưa cấp 5 cấp 6, gặp một cây sào đỡ lên, chứ thấy bốn người ở trên túng một cây sào, rồi thấy vậy rồi ghi chạy tới rồi thì thấy bốn ông nằm trên thúng, rồi bạc dây kéo, rồi nhờ mười mấy anh em mình lau lên thôi, chứ mấy ông bước vô gần tới ghi mình là lên là coi như ông nào cũng khép hô hô đó. Rồi mấy ông đi kể gẹp thúng mình, ông trâu giạt là gẹp nem chiếc tàu Trung Quốc mà nó không có cứu, nó liền cho mấy bịch bánh khô với một thùng nước xuống, tụi nó đuổi đi, mà mấy ông sợ chết quá thì mấy ông đu lên tàu xét của nó là nó dắt dao nó đòi đâm, tình hình nó vậy. Trên cái mũng mình vớt là 7 người mà chết 3 người, cứ cách một bữa là đói quá là chết một người, là mấy ông làm ông thả dưới nước luôn. Bữa sau chết một người đó là thả luôn, bữa sau nó chết một người nữa là thả luôn, cứ 3 bữa 3 người vậy. 3 người tỉnh táo là họ vô đây họ nói chuyện với anh Toàn, họ khép, họ kể lại là ghi 9/74/78 bị chìm là 10 ngày rồi, họ trôi giặt 10 ngày rồi. Rồi anh em rồi, trên kia rồi cũng chết lần rồi, họ thả xuống biển để sống được người nào thì sống. Rồi còn chú kia thì ông yếu quá là anh em mới đưa ông lên rồi đưa vào trong cabin để lót đồ cho chú nằm, rồi đút sữa đút cháo cho ông hồi sức.